Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về giải đáp một bài thắc mắc của bạn. Cho bạn ấy hỏi rằng, cho em hỏi 45 tạ thì bao nhiêu tấn. Thì thứ nhất các bạn phải nhớ thứ tự của đơn vị. Đây được gọi là đơn vị đo khối, khối lượng. Thì các bạn nhớ nè, thứ tự nè, từ tay trái sang nè, thì gồm có tấn nè, tạ nè, yến nè, kilogram nè, hectogram nè, decagram nè, và gram, đi chưa? Thì từ trái sang phải nè là từ đơn vị cao đến thấp, đi chưa? Còn từ tay phải qua là từ đơn vị thấp qua đơn vị cao, ok chưa? Rồi thì các bạn nhớ một điều, từ đơn vị cao qua đơn vị thấp là các bạn nhân tấn, mà xuống tạ các bạn nhân cho 10, tiếp tục tạ xuống yến các bạn nhân cho 10, yến xuống kilogram nhân cho 10, cứ tiếp tục như vậy nhân cho 10, cứ tiếp tục như vậy nhân cho 10, cứ tiếp tục như vậy nhân cho 10, ok chưa? Còn ngược lại thì các bạn sẽ chia cho mời, ok chưa? Từ đơn vị cao xuống đơn vị thấp các bạn nhân, từ đơn vị thấp qua đơn vị cao các bạn chia, ví dụ 45 tạ đổi qua tấn. Đây, từ tạ đổi qua tấn, tạ là đơn vị thấp qua đơn vị cao, từ đây qua đây các bạn chia cho 10, được chưa? Tạ đổi qua tấn các bạn chia cho 10, 45 chia cho 10 là 4,5, vậy là 4,5. Tương tự một ví dụ nữa, 100 kg đổi qua tấn. Rồi thì từ kilogram này chia cho 10, vậy chia 10 vậy chia bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, vậy chia cho 1 1000, vậy 100 chia cho 1000 thì các bạn đếm nè, 1, 2, 3, các bạn viết lại tử nè, đếm 1, 2, 3 phẩy thêm 0, vậy là 0,1 tấn, ok chưa? Rồi tương tự các bạn hãy giải những cái bài tập sau đây giúp lợi. Rồi, bài tập 12 yến đổi qua kilogram, 10 tấn đổi qua gram, 13 tạ đổi qua đề cả gram, 4 tạ 12 kg đổi qua kilogram. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để làm khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.